Câu chuyện truyền thanh. Kính thưa quý vị và các bạn, gia đình là mái ấm thân thiết và thiêng liêng mà ai cũng cần phải có, bởi đó chính là nơi người ta ra đời lớn lên và đông đầy kỷ niệm. Thế nhưng trong cuộc sống không phải ai cũng có một mái ấm gia đình đúng nghĩa, nhất là những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Nhưng với tấm lòng nhân ái, những đứa trẻ ấy đã được người không thân thích dưỡng nuôi yêu thương như chính ruột thịt của mình, để khi đứa trẻ lớn lên cũng đã yêu thương người nuôi dưỡng mình như là cha mẹ ruột, và tình thương ấy luôn bền vững. Câu chuyện truyền thanh tình thương của tác giả Thúy Hằng phản ánh vấn đề này. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên: Ngọc Loan trong vai Bình An, Tường Duy trong vai Phúc, Duy Hằng trong vai Trang, mẹ của Phúc, Hồ Trãi trong vai ông Tư, Minh Hiển đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Cảnh tại nhà ông Tư, bé An đang ngồi ăn khoai thì nghe tiếng chửi mắng của mẹ bé Phúc nhà bên cạnh và thấy bé Phúc chạy sang nhà mình. Ủa, anh Phúc, anh lại bị mẹ la nữa hả? Em đừng có la lớn, cho anh trốn tạm ở đây mới được. Anh cứ núp ở đây á, mẹ anh không có biết đâu. Mà anh ăn gì chưa vậy? Sáng sớm mở mắt ra là ăn chửi, chứ có ăn gì đâu. Em có củ khoai lang nè, anh ăn chút cho đỡ đói nghe. Anh ăn rồi, em ăn gì? Em ăn rồi, anh ăn đi. Cảm ơn em nghe. Sao anh làm mẹ anh tức giận hoài vậy? Anh làm theo ý mẹ của anh đi. Nếu nghe lời á, chắc mẹ anh á không có la mắng anh nữa đâu. Mẹ anh lúc nào cũng vậy, anh không làm gì á cũng bị đánh chửi. Kệ đi, đánh chửi chút cũng nghỉ hà. Anh coi như bình thường rồi. Nếu là em á, chắc em buồn mấy ngày luôn á. Thôi kệ đi, anh cũng quen rồi. Tội nghiệp anh ghê á. Ông Tư thương em lắm, không bao giờ la rầy em hết á. Lúc nào em cũng vui, chắc em đâu có bao giờ biết buồn là gì đâu hen. Em có gì đâu mà buồn, được ông Tư thương, được tới trường, em thấy quá trời sung sướng rồi. Ờ, vậy anh cũng mừng cho em. Thôi, anh đi nghe, lo học cho giỏi đi. Ủa, rồi anh đi đâu vậy? Đi bán vé số, anh mới được người ta cho bán đó. Em đừng có nói với ai nghe, anh muốn có tiền. Thôi, anh đi à, nhớ bí mật đó nghe. Dạ. Cũng tại nhà ông Tư, ông đang nằm ngủ trên võng, An thì ngồi học bài. Bỗng An nghe tiếng ông Tư gọi lớn trong giấc mơ. Kiều, Kiều ơi! Ông Tư, ông Tư, ông sao vậy ông Tư? Không sao, ông chỉ nằm mơ thôi. Sao con thấy ông thường nằm mơ kêu tên Kiều, mà Kiều là ai vậy ông Tư? Là bạn ông Tư thời trẻ. Sao giờ này con còn chưa chịu ngủ nữa? Dạ, con phải ráng học cho thiệt giỏi, phải đứng nhất lớp, nên chút nữa con mới ngủ. Trễ lắm rồi, đừng thức khuya như vậy. Con học giỏi rồi, ông không muốn con vất vả. Phải học giỏi để sau này con đi làm kiếm tiền nuôi ông Tư chứ. Ai dạy con như vậy? Dạ, cô giáo nói với con, có học mới thoát nghèo được. Cô biết nhà mình nghèo, nên cô khuyên con phải cố gắng nhiều hơn. À, con mới được nhà trường cho học bổng và còn được miễn phí tiền trường nữa đó ông. Chà, cháu ông giỏi quá. Gắng học nhưng mà cũng phải nghỉ ngơi mới được. Thôi, dẹp hết đi rồi đi ngủ. Trễ lắm rồi con. Dạ. Từ trong quán nước, ông Tư thấy Phúc đang trò chuyện với thanh niên lạ mặt có vẻ ngoài bậm trợn. Cả hai cứ nhìn ngó xung quanh. Nghi ngờ nên ông Tư đợi thanh niên kia đi khuất. Ông gọi Phúc lại. Phúc. Dạ, ông Tư muốn mua vé số hả ông Tư? Ngồi xuống đây, ông Tư hỏi thăm chút coi. Dạ. Con bán vé số lâu chưa? Mẹ con có biết con đi bán như vậy không? Con mới bán, mẹ con không có biết đâu. Ông Tư á, đừng nói cho mẹ con biết nghe ông Tư. Sao vậy? Mẹ con không có quan tâm tới con. Bất kể con xin tiền làm gì á, mẹ cũng không có cho. Mẹ nói xài tiền sẽ hư đốn. Mẹ con á, mà biết con đi bán vé số như thế này á, sẽ nói con đi lông nhông chơi, không cho con bán đâu. Biết mẹ không cho, sao con vẫn làm?
Con muốn kiếm tiền để tự mua sắm cho mình, không muốn xin tiền mẹ nữa. Đi bán như vậy á, rồi chuyện học hành của con sao? Con đi bán buổi sáng với buổi tối, chiều con học bình thường, không ảnh hưởng gì đâu ông Tư. Mà mẹ con nói rồi, học cho nhiều á, cũng là người không ra gì giống ba con thôi. Mẹ con giận thì nói vậy, có học mới nên người, mới thành người có ích chứ con. Ông Tư mua giùm con đi, để con còn đi bán nữa. Ừ, ông Tư mua. Nhưng con nói ông Tư nghe nè, con với người thanh niên hồi nãy á, đang bàn chuyện gì mờ ám phải không? Dạ, anh mua vé số thôi à. Không qua mắt được ông Tư đâu. Nói ông Tư nghe đi, nếu không á, thì ông Tư về nói cho mẹ con biết, để mẹ con quản lý con chặt chẽ mới được. Đừng, ông Tư đừng có nói, anh đó kêu con bán số đề. Cái gì? Rồi con cũng làm theo hả? Dạ, con bán vé số, nếu ai mua số đề á thì con ghi luôn, rồi anh chia hoa hồng cho con. Con biết làm như vậy á là phạm pháp không? Pháp luật cấm người ta bán số đề, ở tù đó. Con có làm gì đâu mà ở tù, ai mua thì con ghi giùm, con có kêu réo gì ai đâu. Ông Tư nói á thì con nghe đi, chuyện số đề á nhà nước đã cấm rồi, ai tiếp tay ghi đề á là phạm pháp, sẽ bị pháp luật trừng trị, con rõ chưa? Ghê vậy hả ông Tư? Nhưng cái anh đó, con nhìn sợ lắm. Nếu con không làm, anh đánh con á. Có pháp luật á, thì không sợ gì cả. Con làm đúng á, thì có người bảo vệ con thôi. Dạ, vậy con hiểu rồi. Con sẽ không ghi đề nữa. Không chỉ ghi đề, mà chuyện gì không chính đáng, không lương thiện á, thì con không được làm. Đừng vì số tiền nhỏ trước mắt á, rồi bị lôi kéo vào con đường xấu, nghe chưa? Dạ, con nghe. Mẹ con á, cũng tệ thiệt, không dạy dỗ gì con hết á. Ngày nào á, mẹ cũng la mắng con, dù con không có lỗi gì hết. Mẹ cũng không cho tiền con, nên con mới ráng kiếm tiền đó ông Tư. Có lẽ mẹ con còn buồn nên mới như vậy. Đợi một thời gian đi, mẹ con sẽ thay đổi mà. Con phải đợi đến khi nào hả ông Tư? Con buồn lắm ông ơi. Con cũng lớn rồi, con phải là chỗ dựa cho mẹ con chứ. Con biết cái nào đúng cái nào sai mà phải không? Làm đúng đi con, rồi ông Tư khuyên mẹ con nữa, mẹ con sẽ nghe thôi. Con không mong mẹ sẽ yêu thương con như trước. Cố gắng chờ nghe con. Đây, đưa vé số đây, ông Tư mua giùm cho con vài tờ. Dạ, con cảm ơn ông Tư. Con đi bán nha ông Tư. Ừ, nè. Có chuyện gì thì qua tìm ông Tư, không được nghe theo lời người xấu đó nha Hồng. Dạ. Phía sau giường nhà Phúc, Phúc nghe tiếng khóc nên bước ra xem thì thấy An. Ủa, em khóc phải An? Sao vậy? Gì vậy? Thôi thôi thôi, em đừng có khóc nữa. Có chuyện gì nói anh nghe. Bộ ông Tư la em hả? Có người kia nói là mẹ em tới đây kêu em về sống với bà. Ngộ chưa? Mẹ tìm em thì phải vui chứ sao khóc. Mà mẹ em sao? Đẹp không? Dạo không? Mấy chuyện đó em không có thèm để ý. Em cũng không có quan tâm tới bà. Em chỉ muốn ở với ông Tư thôi. Bà đã bỏ em khi mới sanh. Nếu ông Tư không lượm em thì làm gì em còn sống để cho bà tìm em nữa chứ. Em giận thì nói vậy thôi, chứ có mẹ thì sướng hơn rồi. Vậy anh có sướng không? Anh thì... Mà sao em so sánh với anh được? Mẹ em tìm em chắc là thương em đó, muốn bù đắp cho em. Em có mẹ rồi thì phải vui mới phải chứ. Em không có cần, em chỉ cần ông Tư thôi à. Em sẽ ăn học thành tài để phụng dưỡng ông Tư. Ông Tư là ông Tư, còn mẹ em là mẹ em chứ, sao thay thế được? Bà nói á, ngày xưa vì hoàn cảnh, vợ thì bà có mọi thứ rồi. Hơn 10 năm nay á, không biết em ra sao, vợ lại muốn đem em về sống chung với bà. Thì mẹ em hối hận rồi, chắc ông Tư cũng muốn em có mẹ mà. Ông Tư có kêu em nhận mẹ, nhưng em không có nhận đâu. Nhưng sao em khóc? Không nhận thì không nhận thôi. Em tức nên khóc, đã bỏ em á, giờ muốn nhận lại làm gì, chỉ khiến em tủi thân thôi à. Nếu em không muốn thì thôi, đừng có khóc nữa. Em trốn ở đây rồi á, ông Tư lại đi tìm đó. Em về nhà đi, để ông Tư lại lo lắng. Mà bộ anh bỏ học luôn rồi hả?
Anh học rồi cũng làm được gì đâu. Bộ mẹ của anh để anh bỏ học vậy sao? Chửi một chút rồi cũng thôi. Anh có làm gì mẹ anh cũng kệ mà. Nghe lời anh, em mau về đi. Dạ. Trang, Trang. Có gì không chú Tư? Còn có biết thằng Phúc nó bỏ học rồi chưa? Bỏ học? Mà thôi kệ nó đi chú Tư ơi. Nó có học cũng không có nên thân nên hình gì đâu. Bây sao vậy? Con bây sinh ra mà bây không thương sao? Nó đã thiếu thốn tình cha rồi. Bây phải thương nó nhiều hơn chứ. Nó là con trai. Không có cha, trước sau gì cũng hư. Ai mà dạy cho nổi? Con nói vậy là vô trách nhiệm đó. Vô trách nhiệm? Ai nói con cũng chịu. Chứ chú Tư nói hả? Là con nghe không có vô rồi đó nghe. Con nói vậy là sao? Ở cái xóm này ai mà không biết. Chú Tư ngày xưa bắt bạn gái mình phá thai. Thai lớn nên chết cả mẹ lẫn con. Bộ chú tốt đẹp lắm hay sao? Mà dạy đời người khác nữa. Đúng, chú không phải người tốt. Ngày xưa vì còn trẻ, nông nổi nên chú sai lầm. Chính quyết định ấy đã đưa chú vào con đường cùng. Vậy chú nói gì con? Nhưng chú đã dùng cả đời của mình để ăn năn sám hối. Con nghĩ dễ chịu lắm sao? Đó là do chú chọn mà. Đúng, nhưng từ ngày gặp bé An chú mới thấy cuộc sống này còn ý nghĩa. Chú sống vì nó, yêu thương nó hơn con ruột của mình. Gần 40 năm trôi qua, nhưng không lúc nào chú hết ăn năn, hối hận. Chẳng lẽ con cũng muốn hối hận cả đời giống như chú sao? Con không có giống chú, con không có bỏ nó. Con vẫn có trách nhiệm với nó, cho nó ăn, mặc đầy đủ. Có thiếu thốn gì đâu. Trách nhiệm vậy là đủ sao? Con có biết nó đang làm gì không? Nó đang nghĩ gì hay không? Con sinh nó ra, nuôi nó lớn, nhưng không quan tâm tới nó hư nên thế nào. Tương lai nó ra sao thì mày có khác gì chú chứ? Con cũng như chú trước kia, chỉ biết nghĩ cho mình. Con cho rằng con là người đau khổ nhất khi hạnh phúc đổ vỡ. Vậy thằng Phúc thì sao? Mái ấm gia đình tan nát đâu phải lỗi do nó. Sao con trút hết tức giận lên đầu nó vậy? Con nó nghỉ học, đi bán vé số, gặp người xấu rồi làm chuyện bậy. Con nghĩ tới chưa? Chuyện đó... Giờ nếu con không muốn nuôi nó nữa, thì để chú đem nó về nuôi, dạy dỗ nó tử tế. Không để một mầm xanh tương lai bị hủy hoại như vậy được. Hay con muốn tới lúc thằng Phúc làm chuyện không thể quay đầu được, thì con mới hối hận hả? Con thấm điều chú Tư vừa nói rồi chú ơi. Vậy thì tốt. Chú nghĩ bé An nó sẽ rất vui khi con từ nay yêu thương thằng Phúc. Chú nói như vậy là con An nó không trở về với người mẹ giàu có của nó sao? Con đừng cho rằng trẻ con không biết suy nghĩ. Một khi chúng đã quyết tâm làm chuyện gì, không ai thay đổi được đâu. Thôi, chú về. Hy vọng con sẽ thay đổi. Hãy để chồi non phát triển bình thường trong sự yêu thương, chăm sóc. Đừng đầu độc, phá hoại nó. Quý chị và các bạn thân mến, quý chị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Tình thương của tác giả Thúy Hằng. Đến đây, chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát thanh Vĩnh Long xin tạm dừng. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái chào tạm biệt.